Tại sao trong tiếng Anh, con này thì là alligator, còn con này thì lại là crocodile, mặc dù cũng là cá sấu? Thực ra trên thế giới thì mỗi phân loài cá sấu khác nhau đều sẽ có tên gọi tiếng Anh khác nhau. Nhưng hai cái tên crocodile và alligator thì thường để gọi chung cho cá sấu trong tiếng Anh. Vậy phân biệt chúng như thế nào? Con này là alligator, là chỉ cá sấu mõm ngắn. Hiện nay có hai loài còn tồn tại thuộc chi này là cá sấu mõm ngắn Mỹ và cá sấu sông dư tử. Đặc điểm nhận dạng so với những con cá sấu còn lại là chúng có đầu rộng hơn, mõm ngắn hơn và cũng mập hơn. Nhìn thì khá giống hình chữ U. Đặc biệt là bộ răng của cá sấu mõm ngắn sẽ không bị lộ ra khi ngậm miệng, thường thường là chỉ có thể nhìn thấy hàm trên mà thôi, chứ không chia lầm chậm ra ngoài như cá sấu thông thường. Hơn nữa thì bọn này thích sống ở nước ngọt hơn là nước lợ. Còn đây là crocodile, dùng để gọi gần như là tất cả lũ cá sấu còn lại trên trái đất. Vậy nên số lượng crocodile nhiều hơn alligator rất nhiều. Chúng có kích thước đa phần là lớn hơn bọn alligator và đặc điểm nhận dạng là bọn này mõm nhọn và dài hơn, giống như hình chữ V. Hơn nữa crocodile có hàm răng cá tính hơn, bởi khi ngậm miệng thì cả hàm trên lẫn hàm dưới đều sẽ lộ ra ngoài. Crocodile thì thường có thể sống được ở vùng nước lợ, nghĩa là chúng có thể sống được cả ở vùng nước ngọt, cả ở khu vực nước mặn. Nước mặn ở đây chỉ có thể là hồ nước mặn hoặc là ở gần cửa biển thôi. Còn nếu như ra hẳn biển thì bọn này vẫn có thể sống được cả tuần trước khi hẹo.